Xin chào bà con, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con và các bạn mình cái cách mang kính cho con chim chỉ nha. Thì đối với bà con và các bạn nào mình mới nuôi á, thì hơi bị hoang mang. Tại vì cái mắt kính của con chim chỉ á, khi mà mình mang nó vô á, thì nó sẽ bít cái lỗ mũi lại. Thì do bà con và các bạn mình mới đang nuôi nên sợ không biết nó có ảnh hưởng tới con chim chỉ không. Thì thưa các bạn, đây là cái mắt kính dành cho con chim chỉ nha các bạn. Từ hồi nuôi giờ mình sử dụng loại mắt kính là thôi, nó phù hợp nhất cho con chim chỉ luôn các bạn. Thì đương nhiên là khi mình mang vô á, thì con chim chỉ nó sẽ mệt rồi. Tại vì cái lỗ mũi mình mang bít rồi, đương nhiên nó phải khó thở rồi, nó không có quen. Thì thường thường người ta nuôi gà, người ta mang vô thì ta sẽ có loại thuốc uống chống chết á. Nhưng mà chim chỉ hồi nào giờ mua, mình mang ở đây mình không cần thuốc luôn. Chỉ dần một ngày hoặc hai ngày là nó sẽ quen thôi. Đó. Thì thưa các bạn, thì cái giai đoạn nào để mình mang mắt kính cho con chim chỉ được. Thì con chim chỉ các bạn cái giai đoạn mình mang mắt kính cho nó là khoảng từ 2 tháng rưỡi trở lên nha các bạn. 2 tháng rưỡi trở lên. Đó, tại vì mắt kính này nó bự nè, nó hơi bự nè. Mắt kính đa số là nó loại bự à. Mình phải đợi cho nó bự chút xíu, đặng cho lỗ mũi nó bự chút xíu mình mang vô nó mới dính. Còn nó nhỏ hơn quá thì nó sẽ giục hết, chứ hơn nữa nhỏ quá đó thì nó sợ nó si con chim mình. Cho nên là với cái giai đoạn còn nhỏ thì cái lông nó là lông tơ, lông măng không à. Nó có cắn chuỗi cũng không sao vậy. Thì cái quan trọng nhất á, là cái giai đoạn từ khoảng 3 tháng tuổi lên các bạn, khoảng 3 tháng tuổi lên. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn cái lông chính nó ra các bạn. Cái lông chính thức nó ra. Nếu mà mình dưỡng được cái lông chính thức đó thì tới khoảng 4 tháng rưỡi tới 5 tháng là con chim nó trưởng thành, nó sẽ có mang bộ lông nó đẹp luôn. Còn khi mà các bạn không giữ được cái bộ lông mà lúc 3 tháng tuổi á, lúc nè, đây nè. Cái đây là cái con chim khoảng 3 tháng hơn 3 tháng các bạn. Nó đang ra lông măng nè. Đó. Nếu mà mình giữ được cái lông này á, thì lông đầu tiên này thì 4 tháng rưỡi cho lên tới 5 tháng thì con chim mình nó đẹp và lông lá nó đầy đủ luôn. Còn mà các bạn không có giữ được để cho nó cắn mổ cái xác lông này thì tới 4 tháng rưỡi 5 tháng rưỡi tới 4 tháng rưỡi từ 4 tháng rưỡi tới 5 tháng rưỡi tuổi là đúng lý ra là nó sẽ trưởng thành con chim rồi. Lông nó đẹp rồi, nhưng mà do nó cắn tiêu xác lông này rồi cho nên là con chim nó không đẹp. Nó trưởng thành mà lông nó không đẹp. Các bạn muốn để dưỡng lông đẹp thì các bạn phải nuôi thêm 1 tháng nữa, từ 6 tháng tới 7 tháng nữa nó mới đẹp, nó ra sắc lông thứ hai nó mới đẹp. Cho nên mình phải xử lý là ngay cái lúc, nếu mà các bạn ấy thì các bạn phải mang ngay cái lúc mà nó ra lông đực lông chính đầu tiên nè. Đó, mình xử lý thì khi mình bán á sẽ đúng ngày, nhất là nó rút ngắn được cái thời gian mình nuôi lại. Thứ hai nữa là khi mình đẹp mình bán rất là dễ bán luôn. Đó, bây giờ mình mang kính rồi cho nó nha các bạn. Thưa các bạn, thì đây là cái mắt kính mình sử dụng từ trước tới giờ khi mình nuôi chim chỉ các bạn. Thì trên thị trường nó có rất là nhiều cái loại mắt kính để mình mua để mình mang cho chim chỉ. Nhưng mà mình thấy là mình thích hợp nhất là cái loại mắt kính này các bạn. Tại mắt kính này nó không có cái chốt sỏ ngang, nó chỉ có hai cái móc này nè. Thì mình dùng cái kìm á, mình dùng cái kìm gấp phe. Cái kìm này kêu bằng cái kìm gấp phe nha các bạn. Mình bóp vô thì nó banh ra. Kêu bằng kìm gấp phe hoặc là kìm banh đó các bạn. Đây nè, mình banh ra cái mình mang vô hai lỗ mũi này nha các bạn. Đó. Tại vì đa số và bà con và các bạn mình mới nuôi á, thì mình sử dụng cái chuồng, mình sử dụng cái lưới thái á, thường cái lưới thái khoảng 3 phân vuông mình sử dụng mình làm chuồng á, cho nên là mình mang kiến vô thì nó rất là dễ dướng vô cái mấy cái lỗ lưới á, nó sẽ tét cái mỏ, tét lỗ mũi con chim, cho nên là mình sử dụng cái mắt kính không chốt này nè, khi mà nó dính vô á thì nó sẽ giục mắt kiến ra. Nó ví dụ cái mắt kiến ra nó không có bị tét cái mỏ con chim, nó không bị ảnh hưởng tới con chim. Còn các bạn mà sử dụng kính có chốt á, thì nó sẽ dướng cái chốt lại, trừ khi là nó tét sức luôn cái mỏ con chim á, mà là nó con chim nó mới giục ra thôi. Đó. Thì các bạn thì cái mắt kính này nè. Cái loại mắt kính này thì nó rất là bền, nó rất là dẻo, nó rất dai các bạn. Mắt kính loại này mình cái này là mình xài đã được hai lứa rồi nè. Cái này là mắt kính cũ mình xài lại thôi. Tại thì mình mang cái giai đoạn từ 3 tháng này khoảng tới khoảng 4 tháng rưỡi là mình bán rồi, còn tháng rưỡi cho nên khi bán cái mình lột mắt kiến lại, mình rửa sạch, mình khử trùng trở lại cái mình mang tiếp khoảng được 3 mùa vậy nó mới hư cái mắt kiến này các bạn. Nó rất là đơn giản thôi, là mình mang vô mình thả con chim nó ra, đương nhiên là con chim nó rất là khó chịu rồi. Tuy nhiên thì khoảng chừng 1-2 ngày thì nó sẽ quen lại thôi các bạn. Cứ yên tâm, đừng có quan ngại chuyện đó. Tại cái lỗi nó vậy mà. Để thưa các bạn, đây là cái con chim chỉ mà 5 tháng tuổi. Các bạn thấy lông hình nó rất là mướt, rất đẹp luôn. Đó, nó rất là mướt, rất đẹp luôn.
Và con này thì mình cũng mang mắt kiến rồi đó nha các bạn. Đó. Thì các bạn biết cái mắt kiến này á, cái tác dụng của nó là nhìn thẳng tới thì không thấy đường, khi mang mắt kiến vô nhìn thẳng tới thì không thấy đường, nó chỉ nhìn thấy ngang thôi, với cái chiều ngang thôi. Ví dụ như nó nhìn ngang qua, nó thấy con này nó muốn quay qua, nó muốn cắn hay nó muốn đá lộn gì đó, thì nó khi mà nó muốn cắn thì nó phải quay qua, nó quay qua thì nó phải đi thẳng tới, thì thẳng tới thì nó không thấy đường. Đó. Cho nên nó hạn chế cái việc cắn mổ nhau rất là dữ. Thì đương nhiên thì nó nói chung là nó không phải tuyệt đối nha các bạn, nó không phải tuyệt đối nha. Một số con nó mang quen rồi đó, thì nó vẫn nó mang quen rồi nó cũng vẫn cắn vẫn này được, tuy nhiên thì nó cũng hạn chế tối đa được cái việc cắn mổ. Thì các bạn để mà muốn muốn nuôi được con chim chỉ đẹp vậy nè thì các bạn phải kết hợp với cái hồi nhỏ các bạn phải cắt mỏ, tại vì con chim chỉ đó, hầu như là cái cắn nhau đó là cái thuộc về cái tập tính của nó rồi đó, cho nên là mình phải cắt mỏ nó hồi nhỏ. Thì mình cũng đã làm cái clip để hướng dẫn cho bà con và các bạn mình cái cách để nuôi con chim chỉ đẹp nó ra sao rồi. Đó là mình phải kết hợp với là rau cỏ nè. Thứ nhất là mình phải, đương nhiên là con chim chỉ mình mua nuôi cái môi trường nhốt nó sẽ thiếu thức ăn này kia, thiếu cái các chất này các loại, cho nên là mình phải tăng cường rau xanh rồi vô cho nó đó, tăng cường rau xanh rồi ví dụ như thuốc hàng ngày thì mình có thể bồi dưỡng vitamin các loại cho nó. Nó xong rồi đó thì nó vẫn cắn nhau nữa, tại vì cắn nhau đã là một phần cái tập tính rồi, cho nên là mình hồi nhỏ thì mình chưa mang kiến được thì mình phải cắt mỏ, mình cắt mỏ trên thì mình cắt mỏ chim chỉ thì mình hướng dẫn rất là nhiều đó, hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều, cho nên là các bạn phải cắt mỏ để chi, để cho nó lúc đó mình mới cắt mỏ cái mỏ nó đau, nó không cắn nhau, nó không cắn giết, nó cũng quen nữa, nó hạn chế. Nói chung là tất cả ví dụ mình cho ăn rau, mình cắt mỏ, mình cho uống vitamin, mình mang kiến thì tất cả nó đều mỗi một phương pháp nó đều hạn chế, giúp hạn chế đi cái việc cắn mổ nhau thôi, chứ không có phương pháp nào mà tuyệt đối không cắn mổ nhau hết. Thì tuy nhiên thì mình kết hợp nhiều cái phương pháp lại thì cái việc cắn mổ nhau nó sẽ hạn chế được tối đa, thì con chim mình nó sẽ đẹp đó. Giới thiệu cho bà con đó. Các bạn thấy không, rất là đẹp con chim. Tại vì số bà con và các bạn mình mới á, thấy mang kia vô bít lỗ mũi luôn. Đó, thấy bít lỗ mũi luôn, mang vô nó rất là khó khó thở khó này kia thì rất là hoang mang, cho nên là cũng khi thấy con chim nó cắn mổ nhà cũng không dám mang, mà cũng không biết. Có một số loại mắt kiến là nó nhỏ quá mà mang vô đây nó sẽ chặt con chim, cho nên là mình khuyên các bạn thì cái mắt kiến này là nó phù hợp với con chim chỉ luôn. Đó. Thì ở đây thì loại mắt kiến này thì mình có lấy về rất là nhiều để hỗ trợ cho bà con, và các bạn nào mà cần cái loại mắt kiến này á thì sẽ liên hệ điện thoại mình, cái số điện thoại mình sẽ để trên bài viết, các bạn nào cần mua mắt kiến thì sẽ liên hệ với mình, để tại vì trên thị trường nó rất là nhiều cái loại mắt kiến, bà con mua không có đúng cái loại mắt kiến đó thì nó sẽ mang vô nó không phù hợp với con chim chỉ cho mấy. À, quá dữ các bạn ơi, con chim chỉ nó mạnh lắm, cho nên mình bắt nó mình phải nắm. Bữa nay sẵn nó bay vậy nè, mình hướng dẫn các bạn bắt con chim chỉ luôn. Đó, cái con chim chỉ đó mình nắm trên sát cái đuôi luôn. Đó, mình nắm trên sát cái đuôi nó mình cầm vậy nè. Nó có bay, nó có vũ này kia, nó cũng không có được, nó không có bị gãy giò. Còn các bạn mà nắm dưới cái giò này là nó phải bay kìa, các bạn nó bay nó giật là gãy cái giò luôn á. Đó. Đây, giới thiệu lại các bạn cái loại mắt kiến phù hợp với con chim chỉ nữa. Đó. Nhắc lại một lần nữa là cái giai đoạn mình mang mắt kiến cho chim chỉ là cái giai đoạn từ 2 tháng rưỡi tuổi trở lên nha các bạn. Nhỏ quá thì mình mang nó, con chim nó bị si lắm á. Giai đoạn từ 2 tháng rưỡi tuổi trở lên. Đó. Ở đây thì thông thường thì ở đây thì mình nuôi thì mình hay cắt mỏ lắm, cho nên là tới cái giai đoạn 3 tháng mình mới mang kiến, tại vì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn cái lông chín nó ra. Đó, mình nuôi tới khoảng 4 tháng rưỡi tới 5 tháng này nó đẹp nó mướt vậy đây. Đó. Thường thường nếu mà các bạn không mang kiến không mắc mỏ thì tới con chim 5 tháng gì nè, cái phần lưng lông lưng không có, trong lỏng là lông đuôi không có luôn. Nó có hai cái cánh không à, cái đầu nó cắn. Nên nếu mà mình không cắt mỏ, không mang kiến thì nó cắn cái phần hao hụt là mình chưa kể đến đi. Nó hao hụt cắn nó cắn banh bọng luôn, nó ăn luôn. Cắn hao hụt rất nhiều. Cho nên là bà con và các bạn mình nuôi chú ý tới cái việc mà nó cắn, xử lý cái việc mà cắn mổ nhau này. Mình nuôi cái con chim chỉ mà nó sao cho nó đẹp thì nó có lợi rất là nhiều mặt các bạn. Thứ nhất là
cái đàn vật nuôi của mình nó không có bị hao hụt nhiều nè, nó không bị hao hụt do cái lý do nào mà mình có thể khắc phục được nè. Cái thứ hai nữa là trong cái việc mua bán đó, các bạn thấy ha, ví dụ nha, mình lấy ví dụ thôi, ví dụ như là khách người ta coi trên mạng á, người ta thấy con chim chỉ nó rất đẹp, người ta đi lại tên, người ta tìm, người ta sẽ tìm, người ta mua, và người ta thấy như chim chỉ mình nuôi, nếu mà con chim chỉ mình nuôi nó xấu quắc á, thì khách người ta sẽ bỏ cái ý định mua con chim chỉ nuôi liền. Tại vì sao? Tại vì con chim chỉ mà các bạn nuôi không có lông lưng, người không có lông đuôi này kia, thấy gớm, sao mà ai mà mua nuôi để làm gì đó. Trong trong khi đó là cái ý định người ta đã là muốn mua rồi, nhưng mà ta sẽ từ bỏ ý định mua đó. Còn các bạn mà nuôi chim chỉ đẹp á, ví dụ như khách người ta chưa biết con chim chỉ đi, người ta lại người ta đi ngang, người ta thấy ồ sao con chim chỉ gì mà nó có cái con chim gì mà nó đẹp quá, người ta sẽ nảy ra cái định mua. Trong khi đó là ban đầu người ta không có nghĩ là người ta sẽ mua, nhưng mà ta khi thấy mà mình nuôi con chim đẹp rồi á, người ta sẽ nảy ra ý định mua. Cái đó là cái cách mà mình nuôi cái con chim đẹp để mình buông, mình bán luôn các bạn đó. Thì một số nữa đó, cái cách cầm nó cũng rất quan trọng các bạn. Thì một số ý chia sẻ cùng bà con và các bạn vậy thôi đó. Đó, bà con và các bạn nào muốn mua mắt kiến thì cứ liên hệ số điện thoại trên video nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Chúc các bạn, chúc bà con và các bạn chăn nuôi được thành công nha.